Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Minh Anh, huấn luyện viên dạy Pilates. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn những bài tập cơ bản đối với reformer và bài tập của mình sẽ được bắt đầu ngay sau đây ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chuỗi bài tập footwork. Hai chân của mình mở rộng bằng hông, đặt lên thanh ba chè, sử dụng phần ức bàn chân. Giữ hông và lưng tự nhiên, xòe 10 đầu ngón tay ấn chặt xuống dưới thảm. Sau đó chúng ta sẽ đẩy thẳng lồng ra chè, siết chặt mông và cơ bụng, không đóng hẳn gối, hơi trùng nhẹ. Trở về nào, nhấc cao gót chân lên chè. Mình sẽ kết hợp với hít thở, hít đẩy thẳng lồng ra, siết chặt mông và cơ bụng. Trở về thở, nhấc cao gót chân. Cố gắng lúc đóng giường không làm rung nha. Trở về nào, nhấc cao gót chân. Một lần nữa, siết chặt mông và cơ bụng, đóng phần mạng sườn và trở về. Động tác thứ hai với footwork, sử dụng vòng chân, tự căng phần mũi chân, vẫn giữ lưng và hông tự nhiên, hít đẩy giường ra, siết chặt mông và cơ bụng, thở đóng giường. Hai nhịp nữa, hít đẩy ra, thở đóng giường. Giữ khoảng cách giữa hai gối bằng hông. Một lần nữa, thở ra và đóng giường trở về. Động tác thứ ba, mình sẽ đến với walking đi bộ, sử dụng phần ức bàn chân. Hít, chúng ta đẩy thẳng giường, trùng đầu gối trái và đẩy căng gót chân phải đi bộ. Đẩy, thở ra. Ba, căng gót chân lên thềm, vẫn siết bụng và giữ lưng tự nhiên. Hai, căng gót chân nào. Một, duỗi thẳng cả hai chân và nhẹ nhàng đóng giường. Động tác tiếp theo với arm carry, chúng ta đưa hai chân lên vuông góc, siết chặt phần mũi chân, giữ lưng và hông tự nhiên. Sử dụng hai tay cho vào bên trong, duỗi hai tay trước mặt, nghiêng giữ cổ tay thẳng. Hít, chúng ta hạ tay xuống, xuôi theo thân người. Lên, thở ra, duỗi thẳng tay trước mặt. Hai lần nữa nào, xuống, hít, siết chặt phần cơ bụng, giữ lưng hông tự nhiên, lên. Nhịp cuối cùng, hạ tay xuống nào. Giữ ở đây, mở tay sang ngang. Thở ra, quạt tay về, xuôi theo thân người. Giữ cổ tay thẳng, hai nhịp nữa, hít mở sang ngang. Ca cổ tay bằng vai, thở ra, quạt tay về. Siết chặt cơ bụng, lần cuối. Thở ra, quạt tay về. Giữ ở đây, đến với biến thể tiếp theo, chúng ta dọc hai khỉu tay vuông góc, hướng lòng bàn tay về phía trước. Thở ra, duỗi thẳng tay. Hai nhịp nữa, siết chặt bụng. Thở. Một nhịp cuối cùng. Thở ra, duỗi thẳng tay. Sau đó, hạ chân của mình về hướng đầu máy. Gập tay trở về trên. Duỗi thẳng hai tay trước mặt nào. Khi chuẩn bị, thở ra, cuộn người ngồi dậy, nhìn thẳng ở phía trước. Bây giờ mình xoay mặt về phía trước chè, ngồi chân chữ Z. Một chân đưa đằng sau, mắt nhìn thẳng. Tay cầm vào thanh ba. Hai vai bằng nhau, hướng lòng bàn tay về phía trước. Nhấn hai phần hông của mình xuống nào. Hít, sử dụng tay của mình đẩy thẳng giường, nghiêng người của mình sang bên trái. Thở ra, trở về. Mở tay sang ngang, nhìn thẳng ở phía trước.
hai lần nữa, nghiêng sang, thở ra trở về, nhấn chặt hông, siết chặt mũi chân nào, lần cuối cùng, nghiêng sang và trở về. Đầu mắt chúng ta nhìn theo tay trẻ, hít đồng thời, vòng tay của mình xuống phần eo, đặt thẳng giường ra, nhìn theo tay, tốt, trở về, mở tay, mắt nhìn theo tay, đóng giường trở lại, thoải mái vai. Hai lần nữa, xuống, mắt nhìn theo tay vòng, nhấn chặt hông, trở về, mở sang. Một nhịp nữa nào, vòng xuống, nhấn chặt hông, giữ ở đây trẻ, đưa tay phải lên cầm vào thành bàn, úp vai của mình xuống. Thở ra đẩy, mở cửa tay của mình sang ngang nào, hai, hít, đó, chú ý phần cổ, thở ra, một lần nữa, hít, gồng cằm lên một chút xíu, thở ra, và từ từ giữ ở đây, giữ tay thẳng, vươn người của mình đi lên, mắt nhìn về phía, nhìn thẳng tay, mắt nhìn xuống dưới, ok, đẩy ra vẫn hơi bị trùng, úp người xuống nào, lên thẳng tay nha, lên, dừng ở đây, xuống, úp người của mình xuống, hai lần nữa, lên, thoải mái vai, lần cuối cùng nào, giữ chắc, siết chặt mũi chân, lên, và từ từ đẩy ra thêm một lần nữa. Chúng ta đưa tay trái của mình cầm về chính giữa, mở tay phải lên, nhìn phía trước và bắt đầu đóng giường trở về nhìn thẳng. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn quý vị và các bạn những bài tập cơ bản với máy reformer. Hy vọng rằng mọi người sẽ yêu thích và có hứng thú với Pilates. Xin chào và hẹn gặp lại.